Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế và xã hội. Đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp đang bị tác động rất lớn, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để vượt qua thách thức này, nhiều doanh nghiệp đã và đang nhanh chóng chuyển đổi mô hình, tổ chức lại sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với đại dịch toàn cầu. Huỳnh Gia là đơn vị chuyên sản xuất các chủng loại khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế, trong đó phải kể đến là khẩu trang y tế N95 được thị trường trong và ngoài nước đón nhận trong nhiều năm qua. Việc nâng cao nghiên cứu cách thức sản xuất, đầu tư công nghệ, máy móc tiên tiến hiện đại nhằm tạo ra các mẫu mã mới, kích thước đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng được đơn vị đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng là mũi nhọn của doanh nghiệp. Trước tác động của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp trong nước và thế giới, doanh nghiệp này đã nắm bắt cơ hội để nhanh triển khai công nghệ sản xuất sản phẩm khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế nhằm góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19. Doanh nghiệp đã đưa ra chiến lược sản xuất các đơn hàng có lợi thế cạnh tranh như khẩu trang N95, khẩu trang y tế, bộ quần áo phòng chống dịch cùng các đơn hàng nhỏ lẻ, giá trị cao và thời gian sản xuất ngắn. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy hiện đại với quy mô hơn 10.000 10 m2, liên kết với đơn vị sản xuất màng lọc Bell Lao của Hàn Quốc và công nghệ phun xương hiện đại để màng lọc đạt được các tiêu chuẩn khẩu trang N95 có khả năng lọc được những hạt bụi siêu mịn và những virus vi khuẩn siêu nhỏ. Vì vậy, sản phẩm khẩu trang N95 của doanh nghiệp đã đạt được hầu hết các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như tiêu chuẩn FBICE, tiêu chuẩn ASTM 2100 của Mỹ, FSP2 và FSP3 của châu Âu. Hiện nay, với năng lực sản xuất 150.000 sản phẩm một ngày, sản phẩm y tế xuất khẩu của Hình Gia đã đáp ứng được thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Cùng với đó, Trước diễn biến của dịch bệnh, đơn vị đã bắt đầu mở rộng phân phối tại Việt Nam để cung cấp sản phẩm cho người dân, bệnh viện và các phòng thí nghiệm. Qua đây, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về thương hiệu, khẳng định vị thế của dụng cụ y tế Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao uy tín những sản phẩm made in Việt Nam. Cái biến thể Delta nó đang à, hoành hành tràn lan trên toàn cầu hiện giờ thì cái việc mà đeo khẩu trang là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong công tác 5 g phòng chống dịch của chính phủ chúng ta đã đề ra. Cái lượng hàng mà chúng tôi hiện tại thì xuất khẩu lại nhiều hơn là bán thị trường trong nước. Do đó tôi bên công ty cũng đang nỗ lực để mà đem cái sản phẩm chất lượng này bán cho thị trường trong nước. Và đặc biệt các cái bệnh viện và các cái nơi mà tiến đầu chống dịch thì công ty cũng đã hỗ trợ cho trang bị cho các cái cái cái, cái, cái bệnh viện và trang bị cho cái các cái đại biểu đại hội đảng kỳ rồi cũng như là các sở ban ngành. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại, theo khảo sát đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tiến hành, cho thấy có trên 87% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, hầu hết doanh nghiệp cho biết dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Tuy nhiên có thể thấy, mặc dù dịch COVID-19 gây ra nhiều thách thức, khó khăn, nhưng đây cũng là thời điểm mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp biết nắm bắt thời cơ, tìm ra hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường.